sáng tạo một văn bản chuyên nghiệp, sạch lỗi chính tả cùng TomoSpell 2025. TomoSpell là phần mềm kiểm tra lỗi chính tả tiếng Việt miễn phí, có các công cụ phân tích đánh giá mọi khía cạnh trong một bài viết, phát hiện những lỗi trong một văn bản và đánh dấu những đoạn cần cải thiện. Phần mềm kiểm tra lỗi chính tả tiếng Việt TomoSpell trong phiên bản 2025 có các chức năng sau: phát hiện lỗi đánh máy, phát hiện lỗi chính tả do thói quen vùng miền, phát hiện lỗi chính tả do kết hợp sai từ và các lỗi ngữ thuật khác. Kiểm tra lỗi chính tả. Qua thử nghiệm, phần mềm kiểm tra lỗi chính tả TomoSpell 2025 có thể phát hiện đến 90% các lỗi chính tả do lỗi tập quán vùng miền. 100% các lỗi chính tả không phải là tiếng Việt, 60% lỗi sai do kết hợp các cụm từ. An toàn và bảo mật. Chúng tôi đánh giá cao tầm quan trọng của văn bản trong hoạt động của các tổ chức và doanh nghiệp, cho nên phần mềm kiểm tra lỗi chính tả tiếng Việt hoạt động offline hoàn toàn. Đảm bảo mọi thông tin trong văn bản đều được giữ an toàn tại chỗ, không tải lên bất kỳ ký tự nào lên môi trường Internet. Dễ dàng tùy chỉnh với TomoSpell. Với chức năng tùy chỉnh mở rộng, bạn hoàn toàn có thể giúp TomoSpell hoạt động tốt hơn để có được kết quả kiểm tra chính tả và ngữ pháp hoàn hảo nhất. Bạn có thể dễ dàng sửa đổi các quy luật ngữ pháp, thêm bớt từ điển và bổ sung thêm các từ dễ sai chính tả do thói quen tiềm thức ngôn ngữ vùng miền. Và các chức năng khác đang được phát triển. TomoSpell 2025 vẫn còn đang trong giai đoạn phát triển. Huấn luyện dữ liệu để hướng tới mục tiêu trở thành một phần mềm hỗ trợ ngôn ngữ có sử dụng AI nhưng offline hoàn toàn. Để giữ kết nối và nhận các cập nhật mới nhất, bạn nên đăng ký thành viên để nhận được các thông báo cập nhật thường xuyên của TomoSpell. Vì đang ở trong giai đoạn phát triển và hoàn thiện, TomoSpell sẽ tiếp tục là một phần mềm kiểm tra lỗi chính tả tiếng Việt, miễn phí 100%.